trước khi có Babylon, 1600 trước thời đại của chúng ta, của trái đất đầu tiên, Khada là trung tâm của quyền. Quân đội để giành chính quyền, Acton trở thành một cảnh. Bởi tỏ mục tiêu thực sự của Acton. Acton sẽ trở nên bất khả chiến bại. Bọn Khada. Vì vậy, ông... Ethanium. Đại họ cần. Hạ sát. Là một anh hùng. Tại sao chúng ta đánh nhau? Tha tội. Xem đây. Cảm ơn người. Nhà phải lẽ sao phải bắt. Nhà phải... Bùa chứ. Ta không cần được bảo vệ. Không bị người khác làm anh hùng. Nghĩa trang chết đời. Bất chấp của anh hùng thì có lẽ độc lập, độc lập. Gây nên một trận lửa nên ông ấy ra lệnh xóa sổ. Họ nghĩ rằng họ sẽ có liệt sĩ của mình nhận được một điều kỳ diệu. Trái đất, ngươi đã được chọn. Cô gái và biết cậu bé tốc độ siêu anh hùng trí tuệ. Nhanh lên. Và khi nhận thấy một thế lực tà ác, lâu đài bị phá hủy, để nó không rơi vào tay con người lần nữa. Hệ quốc tế, Intergang đã mới nhất trong một dạng bất cứ khi nào Khada cần anh ấy nhất, nhắc đợi đã lâu lắm rồi. Xuất trình giấy tờ nào? Intergang, khu vực số 5, Bắc Sirota, chuẩn bị giấy tờ rồi. Đừng chỉ nhìn vào bức ảnh sau khi tôi chia tay bạn. Mở cốp, phải cần chứng. Vâng, nó được mở rồi, ngay anh em. Có mắt để tụt ITV2.org sẽ đó. Buồn ghê. Dần nửa vòng trái đất. Được gửi đến đây để cướp, đàn áp di sản của chúng tôi. Có mắt chúng tôi phải xếp hàng cả. Đi được chưa? Qua đi đi. Được. Ăn rồi. Thật đã không còn an toàn cho chúng ta nữa. Tôi đã nghỉ làm ở trường đại học và chuyển định đường. Chúng ta không thể chờ đợi mà thứ lắng xuống trong. Rất nguy hiểm, con không nên tham gia. Hơn nào, con muốn trở thành anh hùng sao? Đúng ạ, về nhà, thằng trai. Đi đi, nhắc. Trên thị trường chợ đẹp. Nó không hoạt động theo cách đó, nó đang ngoài tầm kiểm soát. Ê, tôi chỉ tò mò làm thế nào mà quấy có được nó. Bà tôi đơn, đây là vật gia truyền của gia đình. Từ khi khăn. Bố chọn cái xe và cái đầu hói của ông. Em biết đấy. Và tôi tin tưởng về bản dịch. Nếu đó là vương miện thì sao? Chúng ta phải giấu nó ở một nơi khác. Đến nơi chưa? Đầu gối của tôi đau, tôi canh chừng cho. Quả lúc này sắp đến. Trở nên xấu xa. Sức mạnh tối thượng bị trục xuất khỏi trái đất cho đến bây giờ. Liệu chúng ta có nên di chuyển nó không? Ta với Ismail. Thôi nào, em yêu hãy trở lại. Đừng có nhúc nhích, trừ khi mày mất theo bạn mày. Sợ không gian chật hẹp. Là một ngôi mộ. Đừng nhắc về sức mạnh của anh ấy. Người nô lệ đã trở thành nhà vô địch và đánh bại đã từng có một anh hùng. Đánh ta là anh. Trước vườn miện. Giờ đưa vườn miện đây. Chạy. Người bắt đứng anh. Bắt quay nó lại. Quỳ xuống. Tạm biệt anh. 4 3 Em để. Có lời nào chăng chối không? Thần 60 vị thánh. Nói mày đấy. Này khỏe không anh bạn? Đưa tay ra nào. Yếu quá. Chạy nào.
Chúng ta cần hỗ trợ ngay. Nhanh đấy. Samir, quả vết đá. Em bị dí súng vào đầu. Em triệu hồi một tên người bay có phép thuật. Để đó. Bao lại đi, nhanh lên. Anh ta nữa. Em định làm gì đấy? Đừng chạm điện mà. Đội Raptor đang đến. Giúp tôi. Ta đã nói. Đội Raptor, Ismail, có phải anh không? Chuyện gì xảy ra? Có nó chưa? Chưa. Như tôi biết, chúng ta cần tiếp viện ngay. Các người mọi thứ vụ nổ của Etonium, không biết là do ai hoặc tại sao cách nào đó đã có thể tận dụng. Anh nghĩ sao? Ồ, và cũng chúc bà buổi sáng tốt lành. Hắn sẽ mất định hướng. Càng đó trong 30 phút, chắc đâu có ai. Vui lòng lấy tên của bạn để nhận dạng. Xin chào, cảm ơn. Maxine Hunter, bí danh. Đây các bạn là một tuần lốc với chỉ số IQ. Tôi rằng anh đã tìm được một người có thể đấm nhau. Tom Smasher, tiền nhiệm. Có ta thừa hưởng sức mạnh. Cảm ơn một lần nữa vì cho cháu mượn. Chứ biết không, cháu từng quan sát. Cứ để chuyện gì làm ảnh hưởng đến bộ đồ. Đồ cổ đấy. Và đừng để chào, chú ở, chào hứa. Bạn sinh nhân để chống lại sức mạnh siêu nhiên. Và người đàn ông có sức mạnh. Có thể phải cần bắt tên cho chúng tôi một phòng giam để nhốt hắn ta. Tới rồi, thưa ngài. Tôi lại mơ mộng nữa sao? Rồi, hẳn vậy rồi, thưa ngài. Metal Human, lêu lỏng hạng A. Tôi không có tay thì. Có phải toàn bộ thứ này được làm bằng NTH? Tôi sẽ ở trong buồng lái nếu mọi người cần. Cảm ơn. Nhân tiện. Tôi lớn lên. Ngầu. Tao có thể mua một cái mới. Chú nên để yên nó. Chả biết chú có rất nhiều cháu là ai mà. Tao không hỏi tên nhóc. Chú nói rằng chú đã hạ một đám lính trên sa mạc. Mời tao bảo cửa cháu. Nó có thể là chú chặn được đạn hay vì bộ đồ này. Chả đã... có vẻ có rất 5.000 lắm. Đó là khoảng thời gian chú ở trong tay. Chuẩn, có bắn tên xét. Chuẩn, vãi, cháy. Tao không biết nơi này. Vậy nhà của tao không còn nữa. Hả? À? Vớ vẩn và Zed Adam là ác thần hay đại đồ đồng Kanaki. Đây, chú đây. Thấy không? Đây là bức tượng chú rời đi. Ý của cháu là... Tao không phải anh hùng. Bọn họ và họ không đến Kanda để cứu chúng cháu. Duy nhất. Tôi có thể sửa nó. Chú ấy tỉnh rồi. Mẹ đã nói. Cô đánh thức ta. Tất cả kẻ thù của cô không còn. Vậy thì kẻ thù đã bị đánh bại. Vậy thì hãy tiêu diệt chúng. Peter Kang có súng một chứng tỏ sức mạnh của cô đi. Tiêu diệt kẻ thù và tất cả người thân cùng. Tuyệt. Được rồi. Tôi cảm thích những gì. Ta hiểu. Cô muốn đã chết. Ta rất tiếc. Có. Không ai hết. Làm ơn giúp chúng tôi. Chưa định đi đâu? Bằng thực sự không, chú không thấy viễn cảnh khả thi ở đây rồi. Trước tiên ra sạch quần áo, mặc áo choàng, đổi tên. Một từ bất hồng thú vị để nói, từ đó nghe khá hay. Chẳng nghĩ đại loại là nói với chúng rằng chúng ta ở thế giới bên kia, và trang phục của chúng ta màu đen, và trên điện tử, và tổ hợp công nghiệp sẽ anh hùng đáng giá rất chết.
Waller cần thú vị hơn một chút. Phần lớn thể, ông còn muốn biết gì nữa? Khi ấy, em đang cười cái gì vậy? Là các anh cười. Tôi nhớ khi anh phớt lờ mọi lời khuyên của tôi mà tôi nhớ. Hơn không có gì. Tôi sẽ không chẳng khác. Nó đã hàng triệu năm tuổi. Trong mỗi thẻ Ken thực sự là chủ sở hữu khi đeo nó. Hay gì đó. Chắc chúng ta nên chữa. Này, tại sao các Adam này? Cô không cần phải giơ tay. Shazam. Các Adam sẽ mất sức. Chúng ta có thể thương lượng một cách hòa bình các điều khoản về phán hòa bình. Đúng. Nhìn. Xin thử lỗi. Đây là thông điệp gửi đến. Mắt đen sọ. Tránh ra. Bức tượng à? Thức được hành vi của mình. Cô đang làm gì đấy? Miệng ở đâu? Đồ đẹp đã đầy người xuống, đúng chứ không phải nói với cháu là giết đúng. Tôi nghĩ chỉ có hắn ở Kandat này mới có thể làm được được. Thầy và tôi sẽ đi đầu. Nghe này, sẵn sàng chưa? Hắn vượt thẳng. Tôi không biết tội ác. Không giống Intergang. Chúng tôi là nhóm công. Chúng tôi ở đây để khôi phục hòa bình cho Khan. Cực và khả năng của anh. Chọn. Quỳ xuống. Sau đó ta được tái sinh thành một vị. Đánh lạc hướng đi. Giờ tất cả chúng ta sẽ về nhà. Cảm ơn, trước có để lại cho tôi. Hawkman không. Cyclone, Smasher, sẽ đến lượt. Rồi, mọi người, tôi hạ được hắn rồi. Tôi không thể cầm ngón tay của cậu, cậu biết đấy, có lẽ làm rất tốt. Đây là thực chiến. Không, tôi nói đúng, đã thành công, hy vọng rằng qua lời. Mọi người, tôi phải làm. Nhà vô địch muôn năm. Nhà vô địch muôn năm. Nhà vô địch muôn năm. Ông đi đâu vậy? Chúng ta phải đuổi theo hắn. Quá của ông. Để biết trước khi chúng ta bị đá đít. Tôi đã xỉ trước phải. Tôi có thấy phiền đấy. Ông đi đâu vậy? Khè hợp nhất trước vườn viện. Tôi ta nhìn thấy hắn ta vào cung điện. Anh hùng của Canada. Mấy người là ai? Công bằng cho xã hội. Và chắc bao giờ nhìn thấy mấy người. Mấy người không đến. Nhưng bây giờ cuối cùng chúng ta đã có anh hùng của riêng mình. Chúng ta có người giúp rồi. Cứ đi và bảo vệ việc đó. Hãy để tôi giải thích cho cô. Lúc đó với tất cả mọi người bạn thật đấy. Nhưng tôi có thể đảm bảo với cô rằng nó có đắt không? Tôi. Vương Miện, anh không có thẩm quyền ở đây. Vậy sao anh biết? Chúng ta tiếp cận gì thế? Chúng nói rằng cơ thịnh độ của hắn đã xảy ra một lần nữa.
không? Ông muốn bà phải đánh nhau với Ted Adam lần nữa thì toàn bộ thành phố của tôi. Tôi là hy vọng duy nhất. Mà nói chuyện, chúng có thể nói. Khi tôi còn nhỏ, bà tôi kể cho tôi nghe câu chuyện cách bại vương Arthur trong trận chiến. Tôi nói rằng anh không đến đây để tìm kiếm công lý. Và trong cơn thịnh nộ của anh, cái gì, bất cứ gì ngươi muốn, và tầm kiểm soát. Và hội đồng pháp sư đã lựa chọn một cách hấp tấp dẫn đến nhân mạng. Mở không phải là ngôi mộ. Và những người dân đã dựng tượng của anh, nhưng tất cả đều là dối trả, phải không? Ta chưa bao giờ không phải là anh hùng. Nhưng điều đó không có nghĩa. Họ chọn chiến đấu thì đồng nghĩa họ chọn cái chết. Bác Karim, không thể tin rằng bác đang muốn. Adriana ở đâu? Mẹ đã trở lại quảng trường ở nơi nào đó, chứ không phải ở đây. Hãy để ông ngay. Tốt lắm, giờ tôi lùi lại. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhóc. Ta có một vị vua nắm quyền, Kanda, tôi là một thứ gì đó. Nó đang giữ cái vùng miệng. Tôi không thấy hòa bình. Nỗi buồn. Các người không hiểu được đâu. Người mới chính là người không nên ở đây. Anh là tù nhân của chúng tôi. Vậy đánh nhau đâu giải quyết được gì. Ta cũng đồng ý. Tôi cũng vậy. Mẹ, Amon, con phải tới nhà trước vương miện. Intergang săn đuổi con trai tôi. Nhà cũng không phải con quái vật. Tôi không quan tâm người khác nghĩ gì của tôi. Nên tôi cầu xin anh, làm ơn. Lục soát tất cả chỗ này. Nhanh lên. Bắt được. Thay vì thả ra. Đâu, phương miện nào? Mày muốn làm anh hùng à? Thả tôi xuống. Thả tôi xuống, tôi đen. Sao tôi, mọi người đâu hết rồi? Ở đâu? Không, không. Sao thế, con ạ? Hoặc hồng ngoại. Anh đang làm gì đấy? Tìm thằng bé chứ gì? Đừng giết người nữa. Tôi không cần giúp đỡ. Tôi còn chờ gì nữa? Được rồi, đi thôi. Ở đây cao hơn rất nhiều so với lần trước. Này. Không sao, có tôi che. Tôi bị hỏng chức năng. Này. Cẩn thận đi trước anh bạn. Thật chỉnh đó, tôi và cậu. Đã rõ. Không sao, tôi có thể nhìn thấy tương lai đi. Cho đã. Tức là không, tao đang chờ đây. Chết Adam, anh đang ở đâu? Một lúc, anh đã tìm được thằng bé chưa? Ta bắt được một trong những tên. Anh giết. Viên đạn đã được lấy ra. Có tư nhịp một phút. Anh ta sẽ khỏe lại. Nanobots đã làm hầu hết mọi việc. Gì hả? Tôi phải nói đi kích thước thật. Còn là kẻ làm được điều bất khả thi. Cảm ơn cô. Đó là các cô điều khiển gió của mình đấy ạ. Gió của một nhà khoa học hoàn toàn mất trí đã bắt cóc tôi khi mới có mấy. Tôi thật sự rất tiếc. Của mình. Hy vọng đây cũng là một. Mọi chuyện tiếp tục bước tiếp về phía trước thôi. Cô đang tự trách mình vì đã tin tưởng Ismail không thể thay đổi. Ông nhìn thấy được tương lai và các tin tưởng chúng tôi, Karim sẽ sống. Nghĩa là có, đó là cách chúng ta giao vào phòng. Vẫn chưa, nhưng ta chắc chắn sẽ tìm thấy nó. Sau đó ta sẽ cho. Có những lợi thế khi giữ những tay bị bắt. Adriana, ta phải đối xử với chúng một cách đàng hoàng, tôn trọng. Hai đứa có biết bay không? Ngồi đây xem. Các người làm gì, Amon? Bạn chúng. Không biết. Ngọn trong mỏ của chúng tôi trên sa mạc. Tôi có thể. Hại tù nhân mà. Đó gọi là mỉa mai. Ở đó, tôi biết chỗ đó. Nó nằm gần dãy núi. Ta đi đi. Không được giết người. Mà chúng đã chết đâu. Chết theo cách của anh đấy. Anh chả nói đâu. Nhưng chúng ta vẫn có những vấn đề cần giải quyết ở đây. Chỉ có anh hùng và phản diện. Tự do. Biết rằng sẽ còn nhiều đau đớn dưới tay.
23 Pau, thật khỏe chứ? Không, nó bị ném khi ta giết hắn. Trên mép, cuộc sống là con đường duy nhất dẫn đến cái để chết. Còn nếu có ý là cuộc sống ngắn ngủi, thôi đi. Sâu sắc thật. Cái kế hoạch của chúng tôi dành cho anh lắm khi chuyện này kết thúc. Đây là thứ duy nhất Intergang muốn. Giữ nó cho đến khi con trai tôi được an toàn. Chúng chỉ muốn đánh bại ta. Đưa nó đây, kẻ xấu. Anh dường như tách thế giới này thành có thể nghĩ về Aemon. Và cho đến khi nó an toàn, các người sẽ cùng nhau cố gắng. Đặt. Tôi hy vọng mọi người có thể làm việc cùng xác. Tốt. Chỉ đợi. Thông thái tôi nói với tôi, một kế hoạch tôi còn hơn không thể bỏ đi. Tôi thả sát cạnh chống chúng ta khi thằng bé còn như đã chết. Điều đó, tùy thuộc vào định mệnh của cái Atom Smasher chết à? Nói lời chia tay, anh sẽ biết thôi à? Vẫn còn thời gian. Phải thì rất tệ. Anhadidia do Intergang khai thác mỏ quân tiếp viện của chúng. Nhưng xung quanh của mỏ đã thành mục tiêu dễ dàng cho các cuộc tuần tra bằng mô tô bay của chúng. Ly của mỏ cho đến khi chúng ta tìm thấy Amon. Đây là... Hoặc chúng ta có thế mà làm. Amon, người làm hại nó, chúng ta không có nó. Tin tôi đi. Không có vương miện. Không thương. Nó ở đây. Cô nghĩ mình làm gì vậy? Tôi sẽ không để chúng bắt con trai tôi nữa. Không phải con trai các người. Không phải. Đứng yên. Không sao đâu. Tôi xin lỗi mẹ ạ. Không sao đâu. Cảm ơn. Cái anh hùng Kadak nào? Để thằng bé đi. Ismail, anh làm gì vậy? Tôn Nam, đại đế. Và mạch trai của Kanda. Chiếc vương miện này do tổ tiên của chúng ta làm ra đã bị to lớn. Để chúng ta có thể sử dụng nó. Họ nói khi Huruk chết hỏi liệu mày có như vậy vì chúng nó không. Làm ơn đi, Isma, chuẩn bị đi. Amon! Nó bị bắn ở đâu? Không phải vì những viên đạn, là do... Không chỉ có thế. Còn bao lâu nữa đây? Chỉ có thể ngăn cản ta. Anh nói đúng, Smile nói rằng anh đã khóc khi Huruk qua đời. Huruk là ai? Huruk là nhà vô địch thực sự của Kada. Và nó cũng là con trai của ta, để bảo vệ con. Con không cần bảo vệ Kim hay để người khác làm anh hùng. Không đủ mạnh. Các quả quá nhiều chiến thắng, nhà vô săn đuổi những người của ta. Lại với con. Với sức mạnh của con mẹ con. Hãy cứu ta. Khỏi sát thủ của nhà vua. Pháp sư. Mà là một từ sự tức giận. Con trai ta mơ giấc mơ về một thế giới tốt đẹp hơn. Kada cần một anh hùng. Tất cả sức mạnh này, ta sẽ nói với thế giới mà con ta cho ta. Và khi ta làm vậy, anh phải chắc chắn rằng phận để trở thành anh hùng. Vị trí David X, vị trí bí mật. Này đấy, có thứ lo được anh ta chứ, không thể à? Cẩn thận đấy. Chúng. Tại sức mạnh của mình, nó sẽ tạm ngược. Không thể đói được. Từ đó. Đây rồi. Không phải tất cả anh hùng đều mặc áo choàng, nhưng phải đấy, cứ mặc đi. You
Nhưng Jet Adam không phải vấn đề nữa. Tầm nhìn của tôi luôn cho thấy tôi có thể ngăn chặn nó. Cái tôi sớm hơn. Tại sao tôi không nói với anh? Thế giới cần nhóm công bằng và ai chết? Đó là định mệnh phải không? Đó là trận giàn quân của không lực hoàng gia hướng tới bắn. Bé, tôi biết họ đang hướng đến đó sống lâu hơn những gì tôi có thể hy vọng. Mình chết. Nhưng đó không phải những gì được viết trong đó. Đúng đó. Giống như hắn đọc nó trong gương hay được gửi đến đá phong ấn. Địa ngục là tấm. Bây giờ hãy phản chiếu chữ viết. Nhìn thấy không? Duy nhất để sống. Bởi vì hắn đã biết khi nào Ted Adam sẽ giết hắn. Bởi vì sống là con đường sẽ đến đặt đường để sống. Các pháp sĩ đã có nhà vô địch bảng của Kanda. Và đi Shabak. Tôi lại cần ngay lập tức. Chứ ta đã ở cách xa một. Ngai vàng sẽ là của ta. Giờ thì chuẩn bị chết đi. Trời đã, bắt khẩn. Khi xảy ra, hắn cũng không thể ngồi trên ngai vàng. Con trực. Sa bác Amon của ta. Ta không thể thắng, Carter. Phải như thế giới sẽ bị hủy. Một kế hoạch tồi còn hơn là không có kế hoạch nào cả. Không. Ông đã ăn về toàn bộ tầm nhìn của tôi, bạn già. Cuộc sống phi thường. Nhưng luôn bị tôi đã. À, cái đó. Bạn thân của anh, tôi bảo chết đi. Không. Ta là tiến sĩ phải. Lại bóng tối và hỗn loạn. Không ai có thể đánh bại ta. Có một người có thể. Tôi biết anh có thể nghe thấy tôi. À, bây giờ anh là. Nhưng số phận không nhầm. Chúng ta đánh giá sai khi thế giới cần thứ gì đó đen tối hơn. Thế giới cần anh. Đó là ở đằng sau. Công à, anh trở lại đây. Muốn cảm nhận Kada không? Bảo con về nhà, con có thể giúp. Mẹ biết. Chúa đã được chúng ta. Của cha đâu? Cha à? Sao mọi người đứng đó thế? Với những bàn tay này, chúng ta đã xây dựng. Không, cha à. Cha nói đi. Người dân Kada chống lại ngươi. Cái chiếc tập ITV2.org để xuất hiện ủng hộ kết thúc trận ảnh nào.
hơi đông quá. Này mẹ ơi, đây là đường phố của cháu Kad à? Nhưng ta là anh hùng, cháu lại được ta đâu? Ta là nhà vô địch. Ta học được mẹo này từ một người bạn cũ. Để xử lý được mà. Tôi không từng nghĩ mình vui như vậy khi gặp anh. Hẹn gặp lại bạn. Không có ai đến tìm anh ấy. Được đấy, có thể làm đen tối tâm hồn của anh. Tạo ra. Tôi đã nói vậy thôi. Thế thôi. Nhà vô địch muôn năm. Anh có thể dẫn dắt họ. Cảm giác ra sao ạ? Anh hùng của chúng cháu, Kanda, luôn có anh hùng. Thế bây giờ là một người bảo vệ. Cảm ơn thời. Vậy... Được rồi, Black Adam hút sự chú ý của tôi. Đây sẽ là cảnh báo duy nhất. Không sao cả. Kanda, bây giờ là nhà tù kịp đâu. Tôi không đến từ hành tinh này như anh mong muốn.